Ba kiếp luân hồi của Hoa Bồ Đề. Tôi là một đóa hoa trên cây Bồ Đề, từng chứng kiến Đức Phật ngồi tọa thiền mà thành đạo. Từ thuở ấy, biết bao nẻo xuân qua, biết mấy mùa lá rụng, mây bay vần vũ, gió cát mịt mùng. Vạn vật vô thường, nhân gian biến đổi, lòng người cũng theo đó mà trở nên suy đồi. Nhưng tôi lại được hào quang của Đức Phật làm thanh tịnh. Tôi đã ở đây, mượn thân phận đóa hoa Bồ Đề mà thành tựu chính mình, bước ra khỏi cái huyên náo của thế gian để làm một sinh mệnh thuần khiết nơi đất Phật. Rồi một ngày, khi hừng đông vừa thức giấc, những tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua kẽ lá, nhắc tôi một ngày mới bắt đầu. Tôi ngơ ngác nhìn những giọt sương đêm chan hòa vào nắng, thì bỗng đâu tiếng vó ngựa từ xa đến làm tôi chú ý. Trên lưng ngựa là tráng sĩ độ tuổi đôi mươi, thân mặc áo bào, vai mang cung tên, chiếc áo choàng trắng phau trên vai chàng tung bay phấp phới. Tráng sĩ phi ngựa đến gốc cây Bồ Đề, mắt dõi nhìn xa xa. Tôi lần theo hướng chàng nhìn mới biết, thì ra chàng đang đuổi theo chiếc kiệu hồng phía bên kia ngọn đồi. Chiếc kiệu ấy chạy lọc cọc suốt cả đêm hôm trước, khiến tôi không sao chợp mắt được. Đến giờ thì kiệu hồng đã nằm cách hai quả đồi. Dẫu tráng sĩ có chắp thêm đôi cánh chim ưng thì cũng không sao đuổi kịp được. Chà, một chiếc kiệu chẳng đâu vào đâu đã làm ta mất ngủ, giờ lại thêm cái anh chàng này nữa. Tôi thoáng nghĩ vu vơ, định bụng rồi sẽ không để tâm đến chuyện ngoài lề ấy nữa. Và tráng sĩ dường như cũng hiểu rằng điều gì đang diễn ra, nên chàng quyết định dừng chân. Con ngựa cũng theo ý chủ nhân mà lững thững từng bước chậm chạp trên đường về. Vừa được một đoạn, tráng sĩ ngẩng đầu, ánh mắt ngước lên trời như chất chứa cả ngàn nỗi nhớ. Và khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Một ánh nhìn lưu luyến, một giọt lệ chơi phơi, giấu kín ngàn vạn vì tinh tú dưới hai hàng mi của chàng. Trong khoảnh khắc, khắp đất trời chỉ còn lại đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy. Tráng sĩ đứng bên hồ sen, mặt hồ lay động, in bóng chàng trên sóng nước. Cũng kể từ đó, trần niệm nổi lên. Trong đóa Bồ Đề thanh tao đã dấy lên một mối tình với người tráng sĩ. Tráng sĩ đã cưỡi ngựa đi rồi, mà hoa Bồ Đề vẫn nhìn theo bóng chàng không chớp mắt. Rồi tôi, từng kiêu hãnh là đóa hoa duy nhất nở ngàn năm, nay lại vì một nỗi tương tư mà cứ thế lụi tàn. Khi nguyên thần của tôi bước ra khỏi cái xác hoa tàn úa, tôi đến trước Đức Phật và nói: Thưa Đức Phật, xin hãy cho con được hóa kiếp làm người. Đức Phật đã thấu tỏ nỗi lòng của tôi, Ngài nói: Con đã tu hành trên cây Bồ Đề cả nghìn năm, nay cớ sao lại để cho dục niệm làm hỏng mất công quả tu hành? Xưa kia ngự trên cây Bồ Đề, con cứ ngỡ đã rời xa mọi thứ của phàm trần, nay mới thấy ái tình khó có thể buông bỏ được. Ngàn năm tu hành, con đã nếm trải đủ mọi bi hoan sầu khổ, nhưng chưa hề biết thế nào là tình ái. Vậy mong Đức Phật từ bi cho con được một lần nếm trải, cũng không uổng một chuyến du hành. Được, vậy ta sẽ giúp con toại nguyện. Có điều, nhân gian hiểm ác, ta cho con ba chữ này làm vật hộ thân, nhưng không được dùng cả ba chữ cùng một lúc, mà mỗi kiếp luân hồi con chỉ được dùng một chữ mà thôi. Tôi vâng lời Phật, mang theo ba phong thư có chứa chữ vàng háo hức bước vào cửa luân hồi. Kiếp sống thứ nhất, Phú. Tôi mở phong thư thứ nhất, trên đó viết Phú. Và quả thực, ngay từ khi sinh ra, tôi đã được sống trong nhung lụa. Kiếp ấy, tôi là tiểu thư con nhà Trâm Anh Thế Việt. Gia tộc đã có ba đời làm quan, bảy đời làm tướng,
đời nào cũng công danh hiển hách. Nhà họ Vương chúng tôi thường qua lại với họ Mạnh, hai bên ngầm định sẽ có ngày kết thông gia. Lần đầu tiên gặp Mạnh Phong công tử, tôi đã thấy rung động mãnh liệt trong lòng. Mạnh công tử cao lớn, là bậc võ tướng bên cạnh hoàng thượng. Nhìn chàng bắn cung, tôi chỉ ao ước được làm cây cung trên lưng, để ngày ngày được theo chàng vào rừng săn bắn. Nhìn chàng múa kiếm, tôi chỉ mong được làm thanh bảo kiếm bên hông, để ngày ngày được cùng chàng rong ruổi xa trường. Không những lòng tôi mong mỏi, mà cha mẹ hai bên cũng tác thành, chỉ cần chờ một cái gật đầu ưng thuận của chàng. Vậy mà, chàng chẳng bao giờ đoái hoài đến tôi. Tôi là tiểu thư khuê cát, môn đăng hộ đối, có địa vị, danh vọng, lại là niềm ao ước của các công tử vương tôn trong triều. Duy chỉ có chàng. Mặc dù Mạnh Phong công tử luôn cương quyết cự tuyệt, nhưng hôn phối vẫn buộc phải tiến hành dưới sức ép của cha mẹ và của cả hoàng thượng. Khi rượu cạn tiệc tan, chỉ còn hai chúng tôi trong phòng hoa chúc, chàng mới kể cho tôi mối tình thầm lặng mà chàng dành cho A Hoàng của mình, người đã túc trực bên chàng suốt những ngày chinh chiến. Cô gái ấy dẫu không có danh vọng, không địa vị, không tiền tài, cũng không học thức, nhưng lại là bậc tài hoa uyên bác, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghe chàng đọc sách mà thuộc hết mọi chuyện kim cổ Đông Tây. Chính cô gái ấy đã hiến kế cho chàng để vượt qua mọi cạm bẫy trên sa trường. Tôi nghe câu chuyện của chàng mà trái tim tan vỡ. Tôi đã có duyên gặp gỡ, lại có phận làm vợ chồng. Vậy mà vẫn không thể giữ được trái tim chàng bên mình. Kiếp sống thứ hai, Trí. Kiếp sống thứ nhất của tôi quá ngắn ngủi vì một nỗi thương lòng mà tôi ốm nặng rồi cũng sớm lìa đời. Tôi nhận ra rằng tiền bạc, danh phận hết thảy chỉ là vật ngoại thân. Nữ nhân không cần tiền mà cần trí mới có thể níu giữ những gì thuộc về mình. Và như thể Đức Phật hiểu suy nghĩ này của tôi, phong thư thứ hai là chữ trí. Từ nhỏ tôi đã là một cô gái thông minh thiên bẩm, nói năng thì sắc sảo, suy nghĩ thì hơn người, về tài năng thì tinh thông đầy đủ, cả thi họa cầm kỳ. Mỗi lần tôi đi đâu, các bạn nam trong trường đều đứng giặt sang hai bên. Có người thầm ngước nhìn từ xa, có người không tiếc lời khen ngợi. Nhưng lời khen ấy không phải dành cho tôi, mà là... Chẳng là tôi luôn đi cùng cô bạn thân tên là Vân Nhi. Vân Nhi không tài giỏi, học lực rất bình thường, nhưng là một cô gái xinh đẹp và rất mực dịu dàng. Trái ngược với vẻ sắc sảo của tôi, Vân Nhi lại có phần ngây thơ, trong sáng, đôi lúc còn có chút ngốc nghếch nữa. Hai chúng tôi, một người là hoa trên bút, còn một người lại là hoa trong ánh mắt của những kẻ si tình. Dĩ nhiên, Vân Nhi mới thực sự là đóa hoa may mắn ấy. Trong một lần tham gia hội viết văn của trường, tôi tình cờ gặp một nam sinh lớp trên. Tôi nhận ra ngay đó là chàng, người mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Anh chủ động làm quen và chuyện trò với tôi rất chân thành. Vì cả hai cùng chung niềm đam mê văn thơ nên chúng tôi rất nhanh chóng hòa hợp. Kể từ đó, cùng với Vân Nhi, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ như ba người bạn. Có điều, anh thường cởi mở nói chuyện với tôi, còn khi đứng trước Vân Nhi, anh lại khá kiệm lời. Sau hơn một năm quen biết, anh phải lên đường nhập ngũ. Trước khi chia tay, anh hẹn gặp riêng tôi ở con đường hoa sau trường. Chao ôi, cả dòng sông khắc khoải, cả dòng sông đợi chờ. Tôi đã phải dồn nén tình cảm biết bao ngày tháng qua. Tôi chỉ mong trước khi tiễn anh lên đường, tôi có thể nói ra những lời tự sâu thẳm lòng mình. Gặp tôi trên con đường hoa, gió heo mây hùng hút, từng chiếc lá vàng lả tả bay trong gió. Anh vội vã trao cho tôi một phong thư, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành và nói: có điều này anh đã giấu kín trong lòng mình. Trái tim tôi như thắt lại.
Anh tin em là người hiểu anh nhất, nên vẫn chờ anh chủ động nói ra. Nhưng lâu nay anh chưa dám nói là vì luôn sợ bị cự tuyệt. Thình thịch, tôi hồi hộp như thể tất cả chỉ là mơ. Hôm nay phải lên đường nhập ngũ, anh sợ rằng nếu không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Trong tôi, những giọt lệ chỉ giật trào lăn xuống má, nhưng tôi cố kìm lại. Hạnh phúc này giống như một giấc mơ. Vì vậy, anh đã viết lại tất cả những gì tận đáy lòng mình vào lá thư này. Đôi mắt tôi lấp lánh hàng vạn tia nắng mai, còn trái tim thì sắp vỡ òa niềm hạnh phúc. Phiền em giúp anh trao lại cho Vân Nhi. Em hãy thay anh nói với Vân Nhi rằng anh không có đủ dũng khí để thổ lộ trực tiếp với cô ấy. Mong cô ấy lượng thứ và hãy hiểu cho tấm chân tình của anh. Giấc mộng hồng tan biến, tôi chỉ muốn được hóa thành làn gió bay đi. Tại sao? Tại sao lại là Vân Nhi? Tôi đón lấy phong thư, quay bước trở về mà hai hàng nước mắt như mưa. Kiếp sống thứ ba, sắc. Sau mối tình tan vỡ của kiếp sống thứ hai, tôi tự hỏi lòng mình. Phải chăng nam nhân dựa vào trí, nữ nhân dựa vào sắc? Dung mạo mỹ miều, cử chỉ đoan trang, tính tình hiền thục, ấy mới là sức mạnh của nữ nhi. Tôi nóng lòng mở phong thư thứ ba, cũng là phong thư cuối cùng. Trời cũng chiều lòng người, trên đó viết sắc. Tôi gấp phong thư lại, lòng đầy hồi hộp, vững tin bước vào cửa luân hồi. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được gọi là công chúa nhỏ. Ai ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm ấp bế bồng. Đứng lên, càng ngày tôi càng xinh đẹp. Người ta vẫn nói sắc đẹp có thể khiến hoa nhường, nguyệt thẹn, cá lặn, chim sa. Nhưng tôi chỉ ước ao được là bông hoa ven đường, sớm tìm thấy vầng dương của mình. Và vầng dương ấy cũng không ở đâu xa xôi, mà chính là chàng kỹ sư ở ngay cạnh nhà tôi. Anh mới trở về nước sau hơn 10 năm du học bên trời Tây. Anh cao ráo, trắng trẻo, mắt đeo cặp kính cận, khuôn mặt anh tuấn và đặc biệt là có ánh nhìn vô cùng ấm áp. Vừa gặp anh lần đầu, trong tôi đã rung động mãnh liệt, một cảm giác khắc khoải khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi gần như không dám đối diện với anh, không dám mở lời, bởi nỗi hồi hộp khiến trong tâm tôi không sao tỉnh lại được. Tôi cứ giấu kín nỗi tương tư và mơ mộng suốt 3 năm, cho đến một ngày, chính anh lại là người tỏ tình trước. Thật sao? Là thật vậy sao? Giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi sao? 300 năm nhân thế, 300 năm đợi chờ. Có thật là tôi đã nắm giữ trái tim chàng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, kiếp sống này quả không uổng một chuyến luân hồi. Nhưng ông trời đã cho ai quá dễ dàng thì cũng rất nhanh chóng lấy lại của người ta điều ấy. Ái tình từng khiến người ta say trong mơ thì cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng khi mộng tỉnh. Ngay trước lễ kết hôn của chúng tôi một tuần, tôi nhận được tin sét đánh. Anh đã tử nạn trên công trường. Lễ cưới hóa thành lễ tang và hóa phụ chưa một ngày làm vợ đã không thể trụ vững nổi trước nỗi đau đớn quá lớn của đời người. Tôi nằm trên giường bệnh, mê man, mê man. Trong mộng mị, tôi nhận ra mình đang đứng dưới hoàng tuyền, trước mặt là Mạnh Bà. Tôi vội vàng chạy đến, khẩn khoản thưa hết lòng mình. Lão bà, xin hỏi bà có thấy chồng sắp cưới của tôi đi qua vọng hương đài này không? Mạnh Bà nhìn tôi, khẽ gật đầu. Vậy, nếu chàng chưa uống canh vong tình, xin hãy cho tôi được gặp lại chàng lần cuối. Mạnh Bà trả lời. Duyên đến là mây tụ, duyên hết là mây tan, số phận đã định rồi, cô còn lưu luyến làm chi cho thêm đau lòng. Nhưng thấy tôi quá nặng tình, Mạnh Bà bèn ân thuận cho gọi chàng đến. Khi chàng đến, vẫn là dáng hình ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy,
nhưng ánh nhìn không còn được như xưa. Chàng bình thản nhìn tôi và nói: "Ta đã trả xong mối tình ba đời ba kiếp của nàng rồi, cớ sao nàng còn theo ta tới tận địa phủ này? Vân Nhi đã phải đợi ta quá lâu rồi, ta phải đi tìm Vân Nhi của ta đây." Nói rồi, chàng uống cạn chén canh phong tình rồi lạnh lùng quay đi. Còn tôi, Từ Dung vẫn mỹ lệ yêu kiều như thế, cử chỉ vẫn thanh nhã dịu dàng như thế, nhưng sắc đẹp này lại không còn giá trị nữa rồi. Tôi gần như ngã quỵ và không muốn tin vào tai mình. Trong phút chốc, tôi thấy mình trở lại là nguyên thần của đóa hoa bồ đề trên tay Phật. Ngài nói: "Đến lúc này, con vẫn còn ảo tưởng vào ái tình nơi cõi thế gian sao? Vậy hãy để ta cho con biết, Mạnh Phong vốn không thuộc về con mà thuộc về Vân Nhi. Vân Nhi chính là cô gái bên trong chiếc kiệu hồng mà Tráng Sĩ đuổi theo năm xưa, cũng chính là nữ A Hoàng tài trí bên cạnh Mạnh Phong công tử. Kiếp trước, Vân Nhi là dải mây hồng trên núi, còn Mạnh Phong là gió thổi ngoài khơi. Mây và gió vốn có hẹn ước từ xa xưa, nên vĩnh viễn thuộc về nhau. Còn con, chỉ là đóa hoa trên cây bồ đề, vốn rất thuần khiết, thanh cao, đừng nên vì một ngọn gió thoảng qua mà ngã mình theo gió, dễ nhuốm bụi trần." Rồi Đức Phật thu lại ba phong thư trên tay tôi, Ngài nói tiếp: "Người thường mê trong danh lợi tình, cho nên mới coi phú quý, vinh hoa, tài năng và dung mạo là vật hộ thân. Nhưng hãy xem, phú có giúp con hạnh phúc không? Trí có làm cho con thỏa mãn không? Và sắc có cho con thấy là mãi mãi hay không? Là một sinh mệnh trong cõi hồng trần, duy chỉ có tu hành mới là vật hộ thân vĩnh viễn. Tu hành ấy có thể biến kẻ ngu muội trở nên thông tuệ, khiến kẻ u mê thành người tỉnh táo, khiến kẻ cuồng si sớm được giác ngộ. Ta mong con sớm cắt bỏ trần duyên, đoạn tuyệt giấc mộng kê vàng, mang hành trang gọn nhẹ lên đường trở lại là đóa hoa bồ đề nơi cõi Phật." Quả thật, trần duyên cũng giống như kiếp cỏ cây, có ưu nhã khi hoa nở thì cũng phải tiêu điều lúc hoa tàn. Hết thảy mọi tình cảm thế gian cứ ngỡ là mộng đẹp thì đều không tránh khỏi tuế nguyệt xoay vần, khiến người trong cuộc đành bất lực mà nhìn hoa rơi. Trở lại làm kiếp bồ đề mới thấu tỏ tháng năm vần vũ, kiếp người hư vô. Nhưng mặc cho tháng năm vô tình, đóa hoa bồ đề vẫn còn đó, lặng nhìn thế gian là ảo mộng. Mặc cho các bụi hồng trần phong ba cuồn cuộn, hãy cứ làm một đóa bồ đề thanh tịnh vô vi. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Câu chuyện thứ nhất, gia đình trả nghiệp về việc sát sinh động vật. Có một sư thầy tên gọi là thầy Giác Liên, trụ trì tại chùa Phước Hải, tỉnh Vĩnh Long, đã từng kể về những câu chuyện nhân quả mà chính thầy đã chứng kiến trong kiếp tu hành của mình. Một trong nhiều câu chuyện được nhắc đến, đó là câu chuyện về một cậu bé tên Hiền, sống qua ngày bằng việc ăn xin tại chợ Trà Vinh với hình dáng và thân thể giống như thân thể của một con bò. Hiền được sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề mổ bò truyền thống ở Trà Vinh. Ông nội của Hiền cũng nhờ nghề này mà trở nên khấm khá giàu có. Một ngày nọ, trước khi chuẩn bị làm thịt một con bò cái, bỗng nhiên ông liền nằm chiêm bao. Trong giấc mơ có một người đàn bà đi đến bên ông và nhìn ông khóc lóc van xin rằng: "Tôi van xin ông làm ơn đừng giết tôi, hãy để tôi sinh con xong thì ông có thể giết." Điều lạ là trong một đêm, không những ông chỉ mơ thấy một lần, mà có tới ba lần cùng một giấc mơ. Ông bèn mang câu chuyện này đi kể cho vợ nghe, thì người vợ có khuyên ông rằng không nên mổ thịt con bò này, mà hãy tiếp tục nuôi nó để cho nó đẻ.
Suy đi tính lại, không hiểu sao, cuối cùng ông vẫn quyết định làm thịt nó để bán. Con bò này kêu la to và khủng khiếp hơn so với nhiều con bò khác mà ông đã từng làm thịt. Nó lăn lộn, giãy giụa tới mức bứt cả sợi dây trói. Cuối cùng thì nó vẫn phải chết. Cái cảnh tượng của con bò khi đó khiến ông nội Hiền nhớ mãi, cho đến sau này vẫn không thể quên. Chính là cái đầu nó cứ lắc lư, qua lại mãi như thể nó vẫn đang còn sống. Điều trùng hợp ở đây là một thời gian sau khi ông giết con bò đó, thì con dâu ông trở dạ, sinh đứa cháu nội đầu tiên. Cháu đích tôn của ông sẽ không có gì đáng nói nếu như cháu của ông khi sinh ra không mang trên người những dị tật giống với hình dáng của một con người. Đó là một con vật, môi thì bị sứt, mắt thì lồi, chân tay cong queo không đi được, phải bò, trên cái đầu thì cứ lắc lư qua lại không thôi. Đứa trẻ đó chính là Hiền. Khi nhìn hình ảnh của cháu mình, người ông không thể nào không liên tưởng đến cái chết của con bò mà ông đã giết, đặc biệt là về động tác lắc lư cái đầu. Nhìn hình ảnh cháu và những chuyện đã qua, ông như đã hiểu nguyên nhân sâu xa, vì sao mà cháu mình khi mới sinh ra đã bị như vậy. Ông vô cùng hối hận và muốn sửa sai, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông quyết định từ bỏ cái nghề đã tồn tại từ lâu đời và là nguồn làm giàu của gia đình từ xưa đến nay. Ông bỏ hẳn việc sát sinh bò. Bên cạnh đó, vì lo chữa trị cho cháu, có bao nhiêu của cải tiền bạc ông đều dốc hết. Tuy nhiên cậu bé vẫn phải sống và mang trên mình những dị tật như vậy. Không những thế, cay đắng hơn, khi lên 10, Hiền đã phải lần lượt mất đi những người thân của mình, vì ai cũng mang trọng bệnh và chết bất thình lình. Em phải bò lê ra chợ để xin ăn. Cứ mỗi lần xin ăn, không hiểu như có ai đó xui khiến, Hiền vừa lết vừa kêu gào khóc lóc rất thảm thiết. Xin mọi người, xin các chú, các bác, các cô, các dì đừng giết con là con bò. Đây là một câu chuyện về luật nhân quả, về quả báo mà đối với mỗi người dân ở Vĩnh Long, câu chuyện này của sư thầy dường như in sâu vào trong tâm trí của họ như những bài học về đạo lý, để biết cách sống và định hướng sống sao cho không đi theo vết xe đổ của những người được kể trong những câu chuyện của sư thầy. Câu chuyện thứ hai, bị quả báo vì đập phá miếu thờ làm ô nhục tổ tiên. Trong suốt quá trình mở rộng cuộc vận động, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đồ cổ đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động đến. Nhưng có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá phách hay vỗ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Cuối cùng, ngôi miếu bị đập phá, bài vị tổ tiên còn bị hai thanh niên kia dùng chân dẫm nát, sau đó đem đến con sông ở phía trước thôn vứt đi. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát nghỉ ngơi ở ven sông. Thanh niên trở về nhà, sau khi vừa về đến nơi thì bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này vốn là một người tin vào đạo Phật, chứng kiến cảnh con trai sau khi đập phá miếu thờ trở về nhà lại đột nhiên bị bạo bệnh, biết tính mạng con trai mình khó giữ, nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa bị đập phá kia để thay con trai nhận tội và cầu xin thánh thần. Người thanh niên này sau khi bị đau bụng dữ dội cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận, ăn năn tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn. Biết được mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp ma như vậy. Sau khi hóng mát nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách khó khăn thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào, anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị ghì lại và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất
mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để đứng thẳng lưng dậy nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế vừa đi, anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Động tác và dáng đi này của anh làm người khác liên tưởng tới động tác vừa đi vừa dập đầu vái Phật. Mọi người trong thôn đều cho rằng vì đã phá miếu, làm nhục và vứt bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế. Anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình, một cách vô cùng thống khổ. Có một nhóm nhân công dắt một con trâu vào trong một lò sát sinh để sửa soạn giết thịt để làm bít tết và hầm ragu. Khi họ đi tới trước cửa lò, thì con vật thình lình đứng khựng lại, không chịu tiến bước thêm nữa. Chú trâu quỳ xuống bằng hai chân trước và tuôn rơi nước mắt. Tại sao trước khi vào lò sát sinh mà một con trâu lại có thể hay biết rằng nó sắp bị xẻ thịt? Điều này tỏ ra nó có vẻ nhạy cảm hơn nhiều con người. Tài đồ tể Sư Tát Niên kể lại chuyện đó một cách hoàn toàn xúc động. Khi tôi trông thấy một con vật dường như ngu đần mà lại biết khóc, cặp mắt của nó lộ đầy vẻ sợ hãi và buồn khổ, tôi bỗng rùng mình. Anh chàng kể tiếp, tôi vội vàng gọi mọi người tới coi và tất cả đều ngạc nhiên như tôi. Chúng tôi cùng xúm vào để... Người thì đẩy, người thì lôi kéo chú trâu đi, nhưng nó không chịu nhúc nhích. Nó chỉ ngồi đó và tiếp tục khóc. Chủ lò sát sinh tên Billy Phong nói, con người luôn nghĩ rằng những con vật này không giống người, đâu biết khóc. Nhưng chú trâu này thì quả thật là đã khóc như một đứa trẻ nít. Vào lúc đó có ít nhất cả chục con người khỏe khoắn vạm vỡ hiện diện, nhưng tất cả đều mũi lòng khi thấy chú trâu khóc. Riêng những đồ tể thường có nhiệm vụ hàng ngày phải giết trâu bò trong những lò sát sinh, đã xúc cảm hơn nữa, họ cũng nhỏ lệ. Khi các tài đồ tể từ các lò sát sinh khác nghe thấy tin này, họ cũng kéo nhau chạy tới xem. Tất cả đám đông đều rất ngạc nhiên vì những chuyện xảy ra trước mắt họ. Ba người đồ tể trong nhóm đó quá xúc động đến nỗi, họ tuyên bố rằng kể từ lúc này, mỗi khi họ làm thịt các sinh vật khác, họ cũng sẽ không thể quên được nước mắt của chú trâu này. Ba người đồ tể trong nhóm đó quá xúc động đến nỗi, họ tuyên bố rằng kể từ lúc này, mỗi khi họ phải làm thịt các sinh vật khác, họ cũng sẽ không thể quên hình ảnh nước mắt của chú trâu này. Kết thúc sẽ giải quyết như thế nào? Thấy cả trâu lẫn người đều nhỏ lệ, chúng ta biết rằng chú trâu sẽ không bị xẻ thịt nữa. Quả thật, một số người đã bỏ tiền mặt ra mua chú trâu đó, rồi gửi chú vào trong một ngôi chùa Phật giáo, quý tăng sẽ chăm sóc nó chu đáo hơn, và chú trâu có thể an lành, sống đến tận cuối đời. Một câu chuyện kỳ lạ khác lại xảy ra. Sau khi có quyết định trên, chú trâu linh cảm rằng sinh mạng chú đã được đảm bảo, chú tự đứng dậy và đi theo họ. Siêu Tát Niên ngạc nhiên nói, tại sao một con trâu lại hiểu được những lời nói của con người? Dù bạn có tin hay không, nhưng chuyện lạ lùng này quả là có thật. Hiển nhiên chú trâu này đã làm lay chuyển cuộc sống của những nhân công làm việc trong lò sát sinh. Chuyện có thật, chú trâu quỳ gối rơi lệ cầu mong tha mạng. Tại trấn Trại Ký, huyện Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, đội sản xuất dương thổ có một con trâu đực lớn, biết mình sắp bị giết nên tuyệt vọng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chăm chăm vào cậu bé chăn trâu, đồng thời khuỵu hai chân xuống van xin. Mọi người nhìn thấy con trâu như thế thì động lòng chất ẩn, bèn bỏ tiền ra mua lại trâu, rồi đem phóng sinh đến chùa Chi Đề, Ninh Đức. Nhiều năm sau đó, trâu biết được mình sắp hết mệnh lìa đời, lại báo mộng cho cậu bé căng trâu đến gặp lần cuối. Năm 1980, đội sản xuất dương thổ có một con trâu đực lớn tính tình gan bướng nóng nảy, không thích bị con người trói buộc, đến nỗi lỗ mũi trâu xỏ rồi, nó cũng làm đứt đoạn chính mũi mình ra. Người chủ cảm thấy chú trâu này vô dụng, thế là chuẩn bị bán nó cho nhà máy gia công thịt trâu bò Phúc Châu. Chú bé chăn trâu biết được việc này, cậu bé bèn đến nói với trâu. Trâu ơi,
người ta sắp đem trâu bán cho nhà máy thực phẩm giết lấy thịt. Sau này ta không gặp lại được trâu nữa rồi. Nghe xong mấy lời này, trâu lập tức quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Lúc đó trâu dùng ánh mắt khẩn cầu tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào cậu bé chăn trâu, gật gật đầu hướng đến cậu bé như có ý bảo, hãy cứu tôi với, tôi không muốn bị giết. Lập tức, cậu bé bị cảnh tượng này làm cho sợ run lên, liền về nhà, kể cho cha mẹ nghe. Cha mẹ cậu bé hoài nghi, đến trước mặt trâu xem xét. Quả nhiên thấy bộ dạng trâu đang quỳ xuống cầu khẩn van xin họ. Sau đó người trong thôn cũng biết được sự việc nên chạy đến xem. Con trâu đực thấy mọi người đến, giống như hiểu được rằng bản thân đã có hy vọng, không ngừng rơi lệ cầu xin. Tất cả mọi người đều bị hành động của con trâu làm cho cảm động, liền động lòng trước ẩn. Nhiều người liền góp tiền mua lại trâu, rồi quyết định đem nó đến chùa Chi Đề Vinh Đức để phóng sinh. Chùa Chi Đề lúc ấy đã có 8 con trâu. Sau khi con trâu được đến, đám trâu này tự hồ như cũng bị con trâu này ước thúc, không bao giờ dẫm đạp hoa màu. Hơn nữa mỗi ngày đều ra ngoài ăn cỏ, rồi nó dẫn cả bầy đi, rồi trở về. Chùa Chi Đề có rất nhiều đất canh tác cần phải cày cấy. Nó đều đặc biệt hiểu chuyện, giúp đỡ các sư phụ cày cấy ruộng đồng. Chuyện về việc phóng sinh trâu sau này lan truyền rất nhanh, chỉ cần có tín đồ đến chùa Chi Đề thắp hương bái Phật, đều nhanh đến xem những con trâu này. Con trâu lớn mỗi lần gặp những tín đồ lương thiện, đều hiểu được làm lễ khấu tạ. Truyền trâu cũng ngày càng được yêu thích, nghe kinh lễ Phật ở chùa Chi Đề mỗi ngày. Từ đó khu Mân Đông cũng ít người ăn thịt trâu bò hơn. Một ngày tháng 9 năm 1993 âm lịch, lúc này trâu tự biết mình sắp sửa hết mệnh lìa đời, nên trâu báo mộng cho chú bé chăn trâu khi xưa, nói, mệnh của ta đã sắp tận rồi, hy vọng có thể gặp được cậu một lần cuối. Ngày hôm sau, chú bé chăn trâu suy nghĩ về giấc mộng đêm qua, quyết định đến chùa Chi Đề thăm trâu. Khi cậu đến chùa, lúc này trâu đã phát bệnh rồi. Chúng tăng trong chùa cũng đoán biết được nên đã đào một cái huyệt cạnh tháp hải hội. Chú bé chăn trâu chứng kiến cảnh này, trong lòng vô cùng đau đớn. Thế là cậu quyết định ở lại chùa vài ngày. Quả nhiên, vào sáng sớm ngày 13 tháng 9 âm lịch, con trâu thoạt nhìn mệt không chịu nổi nữa, gắng sức đứng lên, đi đến cái huyệt bên cạnh tháp hải hội nằm xuống. Chúng tăng trong chùa tụ tập đầy đủ, thuyết pháp niệm kinh cho nó, đến 10 giờ sáng thì nó vãng sinh. Sau đó chúng tăng trong chùa liền đắp mộ cho trâu. Cho đến nay, ở chùa Hoa Nghiêm núi Chi Đề, Ninh Đức Phúc Kiến vẫn còn lưu giữ văn bia sự tích chân thật về việc phóng sinh trâu này. Sáng nay, có người ở Việt Nam dẫn 2 đứa bé tới gặp tôi. Nói sức khỏe chúng không được tốt, mong tôi giúp chúng mọi sự thuận lợi như ý cát tường. 2 đứa bé này thần kinh không bình thường. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, bèn hỏi chúng có từng sát sinh hay không. Sau khi mẹ chúng nghe tôi giảng giải một hồi, bà mới hiểu ra và kể. Trước đây có một cây đại thọ, họ đem chặt đi thì thấy dưới cây có 2 con rắn. Chúng đã chui vào trong hang. Lúc đó 2 đứa bé này đã dùng nước sôi đổ vào hang cho 2 con rắn chết. Sau việc làm đó, con trai cả của họ tự nhốt mình trong phòng. Mấy ngày sau cháu ra ngoài thì phát bệnh thần kinh. Đứa con trai đầu như thế, đứa con thứ 2 cũng vậy. Cả 2 đều bị bệnh thần kinh. Bà mẹ hy vọng tôi có thể giúp họ hóa giải việc này. Bệnh này liên quan tới sát sinh, do họ hành xử tàn nhẫn, không có lòng từ bi. 2 con rắn đã chui vào hang rồi, thế mà họ còn đổ nước sôi hại chết. 2 con rắn này vốn là 2 anh em, bị họ hại bỗng chết, thì bản thân họ cũng phát bệnh điên. Nghiệp sát sinh lãnh báo ứng rất nặng, cứ giết chóc rồi bị báo, hổ tương sát, hổ tương báo. Đây là việc rất bi thảm của thế giới. Dù mọi người không hiểu, không tin là tạo nghiệp sát sẽ phải lãnh ác báo,
những chuyện nhân quả báo ứng, chuyện báo thù đền nợ không ngừng xảy ra, tạo thành quốc chiến, tạo thành nghiệp sát hại lẫn nhau. Nghiệp sát càng sâu, tội tạo càng nặng, nên cứ giết chóc mãi không ngừng. Chuyện nhân quả báo ứng, phá thai. Vào năm 1980, có vị giám đốc từ Đông Nam Á xa xôi đến Vạn Phật Thánh Thành cầu tôi cứu giúp, vì ông mắc bệnh ung thư rất nặng. Tôi dẫn ông lên chánh điện cho phát lồ sám hối trước 10 phương chư Phật, Bồ Tát và tứ chúng để cứu vãn nghiệp tội của ông. Ông kể mình phạm nhiều tội ác, từng ăn vô số thịt chúng sanh như ốc khỉ, chân ngỗng. Sau đó tôi hỏi, ông có từng giết người không? Ông nói, tuyệt đối không. Nhưng con đã từng bảo bà xã phá thai. Tôi giải thích, vì vậy ông phát bệnh nan y đáng sợ là do tất cả những sinh mạng này đang tìm đến đòi nợ ông. Tôi xin nhắc nhở quý vị, không nên phá thai và đừng bao giờ xúi bảo người khác phá thai, bởi làm vậy đồng tội giết người. Người trì giới thì có công đức trì giới, kẻ phá giới thì có ác báo phá giới. Nói theo lý nhân quả, dù quý vị có thọ giới và giữ giới hay không, nhân quả luôn tồn tại vận hành. Hành vi sát sinh, giết thai nhi là rất sai lầm. Theo luật nhân quả, chắc chắn quý vị phải chịu báo ứng đền trả. Tất cả những việc sát sinh này chỉ làm tăng thêm lòng oán hận, chưa vời những bệnh lạ quái ác vào thân, kèm theo những triệu chứng khác thường khó giải thích và không chữa trị được. Bây giờ, ngoài ung thư ra còn có những bệnh nan y khác. Những bệnh này đầu tiên bắt nguồn từ phạm giới tà dâm, sát sinh, ăn cắp, nói dối và dùng chất sai, hút chích các chất ma túy. Khi mọi người đều giữ ngũ giới, thực hành thập thiện và ăn chay, thì sẽ không có thiên tai và được hưởng rất nhiều phước báo, và được hưởng rất nhiều phước báo cực lớn. Thậm chí chính cái tâm trong lành sẽ khiến nhiều người có thần thông và khai mở ngũ nhãn. Những câu chuyện nhân quả báo ứng là có thật, là hiện thân thuyết pháp, nhưng người thế gian không tin, đa số còn dốc sức tạo ác, không biết ngưng sát, phóng sinh. Nếu chúng ta muốn thế giới thái bình, thì mọi người nên giữ năm giới: không sát, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu hay hút chích các chất ma túy. Nếu quý vị không tạo nghiệp xấu, thì thế giới sẽ không có thiên tai, đau khổ, bệnh tật, và người ta sẽ sống hạnh phúc. Chuyện nhân quả báo ứng, thảm án con giết cha mẹ. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô lại trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngày đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ. Nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu tiên, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói, phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dài dây dưa. Cuối cùng phải hoãn án tử hình lại để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy,
chứ thực ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tài liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột, tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng như đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ hay chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành ngỗ nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đình liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng. Báo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu. Thế là giết quách, để làm chi? Tôi thảo kế hoạch này từ mấy tháng trước lận. Vì họ là cha mẹ nên tôi không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ uống thuốc rầy. Nhưng đi mới nửa đường, ra chưa tới tiệm thì tôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, rồi giết chết họ. Nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại mau chết. Chuyện nhân quả báo ứng, nhân quả không hư dối. Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn tỏ ra điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi lại càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi, không thèm thuê. Căn cứ theo lời của những người ở cạnh bên thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép, sau đó họ kẹp chặt đầu gà và dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ. Do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi vậy, bởi họ cắt cổ vật như thế nên mới chịu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Câu chuyện nhân quả báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Chuyện nhân quả báo ứng, quả báo cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy
họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền viễn xứ này. Việc mỏ than nổ sập, sông hơi độc làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công nhân là có thể bỏ qua. Nhưng xui là đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra, buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi, do ông Triệu bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi. Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề mà tôi nêu lên, bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố, chưa tới một tháng là có người đến bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi. Ông nói không sai, do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú mà thôi. Nhưng chính ngày đêm ông đang vui mừng, hớn hở, muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật kết sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng. Mặc dù Bộ Tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm, nhưng ông cũng không thể vào nhà giam, bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp, nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao bên ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi, anh tin chuyện nhân quả báo ứng không? Tôi đáp, đương nhiên là có, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục là làm thủ tục cho ông ra ngoài. Chức kỳ lạ là không những giám mục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký vùng vụt. Chúng tôi thường gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tôi tuy xuất thân từ ngành y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt hõm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn nhô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương nhô lên, hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị va chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay ông càng khiến người ta không dám nhìn, ấm tông teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dày dừa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra xung quanh. Nhìn hình dạng ông giống như cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ để người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường tình, những người bệnh như ông, tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập, là khó sống nổi. Vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng mà vẫn không chết. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ điều ước duy nhất là được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc, nhưng phần thưởng này trời cũng hạ tiện, không hào phóng tặng cho ông, để ông sống trong mỗi giây mỗi phút đều bị dày vò, thống khổ cực độ.
có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, chết đói suốt mấy mươi ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết, nhưng ông vẫn cứ sống. Không thể nào chết được. Chuyện nhân quả báo ứng, gieo nhân cực ác. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông nhờ hộ lý gọi điện thoại mời tôi đến. Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của mình, bằng âm thanh yếu ớt. Hơn mười mấy năm trước, lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo, không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. Nhờ vậy, ông không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trong chừng đám nhân công này là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, ông cho lắp giếng than đó lại, bỏ mặc đám nhân công bị nhốt đuối mệt, đói, khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng, bọn họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực khi công an đến chỗ đó khai quật đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ, dày vò, đau đớn thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản, ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, thanh âm nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng, lở loét nát rữa. Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét lầy lụa. Sau đó tôi không gặp lại ông, nhưng nghe y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, họ dùng tấm ráp bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy vụn, da thịt bị nát rữa ung mủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rữa. Chuyện nhân quả báo ứng, quỷ hiện hình báo oán. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc hãy còn mơ màng ngáy ngủ, thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua mặt mình. Thế là tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu, lem luốc. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình có đủ dũng khí để mà vung tay tát mạnh vào mặt nữ quỷ. Tôi đánh đến mức nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi khám bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau đó thì đến phiên tôi, nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi bị trúng tà. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy làm phép trục quỷ, nhưng chẳng ăn nhầm gì, hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật, khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật Pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng, cần lương y. Chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Vậy là chúng tôi đến với Phật Pháp. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ Địa Tạng rồi. Thì đêm nọ tôi nằm mơ thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc kể về thân thế của cô ta cho tôi nghe. Chuyện nhân quả báo ứng, quan gia nhiều đời kiếp. Té ra mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi,
Do kiếp đó cô đã treo cổ tự vẫn chết, nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông nhưng lòng thấy uất phiền, bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh. Té ra là tại con quỷ cái này. Đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi. Tôi nhất quyết không nhượng bộ. Biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến, biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng. Hễ gần giờ đó là bắt đầu gõ chuông niệm Phật sùm lên. Do cường kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy vào nửa đêm để niệm Phật hộ vệ cho chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn cạc lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy ngót 2 năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải là do tôi bị nữ quỷ dọa, mà là do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ thế này mãi xem ra tôi không chịu thấu. Do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm, nên bệnh tim tôi ngày càng kéo dài, khó thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ chồng quyết định vào tháng 4 này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trước. Lần này ả nhập thẳng vào người chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. Thú thật là mấy năm nay cùng ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi đã quá đuối, mệt, lẫn thương tâm, nên sau giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ, thôi thì cam nhận một đau của ả, để kết thúc hết mọi ân oán, chỉ mong ngày đây được vãng sinh cực lạc, rủ bỏ hết mọi sầu đau. Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ con quỷ cái đâm một nhát dao để kết liễu đời mình qua đôi tay của chồng tôi, thì bỗng nghe keng một tiếng, hóa ra nữ quỷ đã ném dao xuống đất và rầu rĩ nói: giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục, thiệt là khổ phiền quá đi. Bây giờ đến lượt tôi phát khùng, tôi tính lấy xác thân chồng tôi đang còn hồn nữ quỷ giá ở bên trong tập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong. Bị muộn phiền hành tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đấy. Kết quả sau đó, đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu. Nó khóc kể, rùm beng bên tay tôi, than rằng: trong chùa có thần hộ pháp canh giữ, tôi không cách chi vào được. Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức tôi chẳng tay nào ngủ được. Cuối cùng tôi đành năn nỉ nó, thỉnh cầu sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập đàn sư độ cho nữ quỷ dùm, bởi chùa này chuyên tu niệm Phật. Vì vậy mục đích sư độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về cực lạc. Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thù thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới uy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được gút mắt cho cả ba, hai người một quỷ. Chuyện nhân quả báo ứng và chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau: nhiều kiếp rất lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngủ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một cậu bé hay tới hồ chơi, chả phát hiện ra đôi chim này. Nó thường đem thức ăn đến cho chúng. Trải qua một thời gian dài, ngày nọ khi tới hồ chơi, cậu bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn buồn rầu, mà chẳng thấy con chim mái đâu. Thế là nó tìm khắp nơi và phát hiện trên không trung có một con chim hung ác đang gấp con chim mái bay xa. Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống.
nhưng chim trống vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Một hôm sau, cậu bé ra thăm chim trống, nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau thì chim trống chết đi. Cậu bé rất buồn, đành mang chim trống đi chôn. Từ đó nó cũng không ra hồ chơi nữa. Chuyện nhân quả báo ứng, luân hồi sáo nẻo. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm, đời chim uyên ương luân hồi, vần say, cuối cùng cũng được tương ngộ. Chúng đồng sinh vào cõi người. Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ, và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình kháng khích. Ngày nọ, người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội, tới nỗi cô dâu nhất thời nghĩ quẩn, kèo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng, nên nữ quỷ này một mực đi tìm lang quân trong ngút ngàn thống khổ. Qua từng lần luân hồi lục đạo, mãi cho đến mấy trăm năm sau là đời hiện tại đây, người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân. Còn tôi chính là thằng bé thuở xưa từng cho đôi uyên ương ăn, kiếp này đã mang thân nữ. Do nhân duyên chín mùi, tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa, kết thành chồng vợ. Còn nữ quỷ đang quấy phá xưa kia chính là hậu thân của con chim mái. Suốt mấy năm trời, cả ba chúng tôi cùng quần thảo nhau, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Té ra đây là một trường nhân duyên hội hợp tạo thành bi hài kịch. Chuyện nhân quả báo ứng, chuyển họa thành phúc. Dưới Phật lực cao thâm vi diệu, không thể nghĩ lường, tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại dịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được mấy điều hay, xin lược ghi để chia sẻ cùng mọi người. 1. Ăn chay được nhiều lợi ích. Trường chay được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Bệnh nặng dễ chữa. Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến không còn lực miễn dịch. Nhờ trường chay phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường. Bác sĩ khen, quả là kỳ tích. Phúc báo tăng thêm. Từ khi tôi ăn chay, rồi một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã. Bởi người ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vướng bệnh, chỉ cần uống chút thuốc là lành. Độ chay rất rẻ, hàng ngày hai vợ chồng tôi ăn không hết 10 đồng. Tiêu nghiệp chướng. Người ăn chay không có kết oán với chúng sinh, nên tiêu nghiệp nhanh hơn người ăn mặn, tu hành ít bị chướng ngại. Được trẻ hóa. Tôi năm nay 38 tuổi, giờ ăn chay mà nhìn trẻ hơn thực tế 10 tuổi. Các nữ sinh ưa trẻ đẹp thì hãy nên ăn chay nhé. 2. Nghịch duyên cũng là phúc. Hồi đầu tôi luôn cho rằng gặp nữ quỷ kia đúng là quá xui xẻo, quá bất hạnh. Vì bị mắc bệnh thì không thể làm việc kiếm tiền. Nhưng chính nhờ đây mà tôi thấm thía nỗi khổ ái biệt ly và hiểu rõ lý nhân quả luân hồi. Do nữ quỷ này quấy phá liên tục, khiến cuộc sống chúng tôi cực kỳ thống khổ, ả để ép ngặt và thúc đầy, khiến hai kẻ vô thần như chúng tôi phải bước vào con đường học Phật. Còn nữa, nhân vì nữ quỷ hàng ngày xuất hiện, khiến chúng tôi ngày nào cũng phải niệm Phật ngót mười mấy tiếng đồng hồ. Mỗi ngày ít nhất phải niệm 50.000 hiệu, tức 50.000 lần trở lên. Tôi kiên trì như thế suốt 3 năm,
Nhờ vậy mà đại môn của thế giới cực lạc đã mở rộng trước mắt tôi. Kết cục thế này đúng là quà tặng. Dù tôi có dùng lắm ngôn từ cũng không sao diễn tả hết được. Cho nên, lúc nghịch duyên xuất hiện cũng là thời cơ tốt giúp mình tu hành. Giống như người bị cập dữ rượt đuổi sát mong, đương nhiên phải chạy bán mạng, lo tu chí chết. Thứ ba, bản nguyện niệm Phật, vua trong các pháp. Con đường tu học của tôi đặc biệt kỳ quái, do bị nữ quỷ ép ngặt, nên lúc nào tôi cũng phải đời tỉnh tinh thần để tu hành, vì muốn mau mau thoát khỏi con quỷ cái này. Điều ả đi xa, nên tôi phải dốc hết toàn lực mà thực hiện. Thuở mới bắt đầu tu, trước tiên tôi tụng kinh, niệm chú, buổi khuya tụng chú Lăng Nghiêm, sáng tụng kinh Di Đà, 9 giờ tụng kinh Địa Tạng, chiều tụng kinh Kim Cang và ba biến Chúa Đại Bi, tối còn tụng một bộ kinh Địa Tạng nữa. Thời gian tụng kinh rất dài và mệt. Tôi vốn là kẻ vô thần, những chuyện nhân quả báo ứng vốn không tin, do bị quỷ phá mà biến thành tín đồ ngoan đạo, phải tu rục. Ngày tháng tụng niệm như vậy, tôi phải kiên trì thực hành mới gần một năm. Thì vào một buổi sáng nọ, tôi tụng kinh, vừa đến hồi hướng thì bị nữ quỷ che kinh quấy nhiễu, khiến tôi rất buồn, pha lẫn tuyệt vọng nữa, vì thấy nữ quỷ không sợ kinh chú. Thật ra không phải kinh chú không linh, mà do tôi mới hành trì, tâm còn đầy tán loạn thâm sân si, nên không thể chiêu hiệu quả tốt ngay tức thời được. Nhưng lúc đó, tôi mất niềm tin, lo tìm phương cách mới. Vợ chồng tôi bèn tìm thuê một ngôi nhà nơi hoang sơn, chung quanh có mười mấy ngôi mộ, ở đó suốt 6 tháng ròng chuyên tu tĩnh tọa quán tưởng. Lần đầu tiên tu quán, chúng tôi quán vô lượng thọ kinh, hễ mặt trời mọc thì ngồi quán, khi hoàng hôn buông xuống thì ngồi tĩnh tọa 2 tiếng nhìn trời lặn, 3 ngày rảnh thì niệm Phật. Quán tưởng được mấy tháng chẳng thu chút kết quả nào, đã vậy còn tu lạc. Bởi vì vừa nhắm mắt thì thấy một phiến tối đen, căn bản là do thực hành không đến nơi đến chốn. Tệ hơn nữa là tính khí nóng nảy phát sinh cùng lúc càng tợn. Phát sinh càng lúc càng tợn, và tôi nhìn thấy quỷ mỗi lúc càng rõ ràng hơn. Chúng tôi càng tu chừng nửa năm thì chịu hết nổi, cuối cùng đành cuốn gói thu cờ quay về. Tụng kinh chú, tĩnh tọa, quán tướng gần 2 năm xem ra chẳng ổn. Tôi bèn thử thí nghiệm quay sang chuyên niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, và bỗng phát hiện ra hằng ngày chỉ cần nửa đêm tôi thức dậy dốc tâm trí thành niệm Phật thì nữ quỷ tuyệt đối chẳng dám đến gần giường, ngược lại còn biến mất tâm không thấy tung tích. Có lúc vào mùa hạ khoảng 8 giờ tối tôi đi tản bộ, vừa bước vừa niệm rất bình an. Có khi gặp quỷ thì cũng thấy chúng lui vào 2 bên đường, còn quỳ xuống chắp tay vô cùng cung kính. Đúng là niệm Phật thánh hiệu hiện tiền khiến quỷ tôn kính lui xa. Thực ra cũng nhờ thời gian kiên trì tu rị tu rục ban đầu làm nền tảng, đã tập cho tâm trí chúng tôi quen dần với Phật pháp, dễ nhiếp niệm an tĩnh hơn. Tháng 3 năm 2010, nhờ đại nhân duyên, tôi gặp được bản nguyện niệm Phật, hiểu rõ tư tưởng tịnh độ của đại sư Thiện Đạo, càng hiểu rõ thánh hiệu vi diệu, mới biết phương pháp tu tập trước đây của mình không có kết quả là do không phù hợp. Bởi chúng tôi căn cơ tệ lậu, tập khí xấu còn nhiều, nhờ tin sâu vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà biết chắc rằng nếu mình ra công niệm chuyên nhất, chắc chắn sẽ vãng sinh cực lạc. Do quá khổ mới khát khao được mong giải thoát ngay trong đời này,
Vì vậy mà dũng mãnh tu, chí thiết niệm Phật, nhất tâm nương vào sự che chở của Ngài. Nhờ vậy mà tôi dốc lòng niệm danh Phật trong mọi thời khắc. Đi, đứng, ngồi, nằm, bất kể thời gian bao lâu, cứ niệm chuyên nhất không rời, ráng tạo nghiệp chánh định. Thông qua thời gian dài hành trì niệm Phật, chuyển biến lớn đà hiển hiện. Thấy rõ nhất là nơi chồng tôi. Anh do trường kỳ sống cùng quỷ nên thần trí mê mờ, mặt bị ám đen. Từ lúc anh biết nhiếp tâm tu, kiên trì niệm Phật chuyên nhất rồi, thì đêm ngủ bắt đầu an lành. Trạng huống thân thể cũng bắt đầu hồi phục bình thường, mặt hết sám đen mà trở nên sáng rỡ. Ngày xưa, lúc mới tu hành, hễ anh vừa niệm Phật là sinh buồn ngủ. Nhưng hiện nay, có thể cả ngày tinh tấn niệm Phật, mặc dù nữ quỷ không hề muốn buông tha cho anh được vãng sinh cực lạc, nhưng ả cũng không còn có thể đến gần quấy nhiễu, chẳng tài nào làm chướng ngại việc niệm Phật của anh được nữa. Ả cũng hết tìm tôi quấy rầy, và tôi phát hiện những vướng mắc biến ái trong lòng mình cũng phai nhạt đi, tự nguyện buông hết mọi ưu tư chấp trước, xin phó thác tất cả cho Phật xếp đặt an bài. Nhờ vậy mà tâm an, tôi trở nên hạnh phúc. Khi mới đến với Phật giáo, tôi tự tâm thái tạp hạnh tạp tu mà tiến dần đến niệm Phật chuyên nhất, tạo nghiệp chánh định. Nhờ hiểu rõ và tin sâu rằng nếu dốc tâm chuyên niệm, ắt được vãng sinh. Do vậy mà tôi kiên định an tâm nơi cầu niệm Phật, sau đó còn tích cực giới thiệu cho người pháp môn này. Cũng nhờ niệm Phật chuyên nhất mà tôi được Phật lực gia trì, khiến tâm tư mở sáng, hiểu rõ nhân quả ba đời của ngàn năm, nhớ được tiền kiếp cả ba đứa. Tôi cũng từng thấy được thánh dung Phật A-di-đà và chiêm ngưỡng thánh cảnh Tây Phương. Tất cả đều nhờ uy đức của câu Phật hiệu ban tặng cho. Xin chia sẻ mọi người câu chuyện của tôi, mong quý vị xem xong đều được lợi ích. Chuyện nhân quả báo ứng, Đậu Nga kỳ án. Trường giáo sư kiếp trước là quan thái thú Đào Ngột, một tham quan hủ bại, không ác nào mà không làm. Ông đã bắt Đậu Nga hạ ngục, xử nàng chết oan. Đậu Nga nhân đây cùng tham quan kết huyết hài thâm thù, phát thệ đời đời sẽ truy tìm báo án rử hận, làm cho gia tộc kẻ thù luôn bị cảnh gia phá nhân vong. Đọc đoạn này bà sợ đến phát run. Sơ lược câu chuyện Đậu Nga kỳ án. Dân nữ Đậu Nga từ nhỏ mồ côi mẹ, phụ thân là một tú tài nghèo tên là Đậu Thiên Chương. Do muốn lên kinh ứng thí mà không có tiền đi đường, nên đã vay nóng số tiền 20 lạng bạc nơi quả phụ họ Thái. Đầu ngờ năm sau do số nợ lãi suất cao biến thành 40 lạng. Ông Chương vô phương đền trả, đành phải đem con gái là Đậu Nga vừa gán nợ vừa làm đồng dưỡng, tức cô dâu nhỏ được nhà trai nuôi từ bé, cho bà Thái. Đậu Nga ở nhà bà Thái được 10 năm thì được gả làm dâu họ Thái. Nhưng chưa đầy 2 năm chồng nàng chết đi. Đậu Nga quá bụa, đành ở vậy cùng mẹ chồng. Lúc này tại Sở Châu có Trương Lư Nhi là một tên lưu manh, hắn hợp cùng lão Trương là cha mình, xúm nhau bắt nạt ức hiếp hai quả phụ nhà họ Thái, ép buộc bà Thái phải lấy lão Trương. Ba mẹ chồng họ Thái vì muốn bảo toàn tính mệnh, bắt đắc dĩ phải ưng lão Trương. Nhưng giả tâm Trương Lư Nhi không dừng ở đây, hắn muốn ép Đậu Nga lấy hắn. Đậu Nga cương quyết từ chối. Trương Lư Nhi bèn lập mưu hãm hại nàng. Hôm nọ mẹ chồng nàng bị bệnh, Đậu Nga nốt canh bổ đem dâng cho bà dùng. Nhưng Trương Lư Nhi đã lén bỏ độc vào canh, thầm tính là trước tiên giết chết bà Thái, rồi sau đó ép Đậu Nga thành thân với mình.
Nào ngờ lúc đó bà Thái buồn nôn nên không dùng canh. Lão Trương thấy đồ ngon, bèn giành lấy ăn sạch. Trong chốc lát thì thuốc độc phát tán, ông ngã xuống lìa đời. Sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính. Trương Lư Nhi muốn hại mẹ kế, thành ra giết cha ruột của mình. Hắn giang ngoa đổ hết tội giết người cho Đậu Nga và thư kiện lên quan. Tri phú Sở Châu vốn là một tên tham quan, do nhận nhiều bạc của Trương Lư đút lót nên đã dùng cực hình bức cung ép Đậu Nga phải nhận tội. Nhưng Đậu Nga thà bị đánh chết chứ nhất quyết không nhận tội. Do vậy tri phủ bèn chuyển qua tra tấn đánh đập bà Thái. Thương mẹ chồng, chỉ muốn cứu bà thoát đòn roi bạo hình, Đậu Nga đành gạt lệ nhận tội. Thế là nàng bị phán tử hình, bị trói dẫn ra pháp trường. Lúc đó Đậu Nga lòng đầy bi phẫn, nàng chỉ trời đất, trách rằng: trời ơi, ông để kẻ hiền bị áp bức xử oan mà cũng làm trời hay sao? Đất ơi, chẳng biết phân tốt xấu, thiện ngay mà cũng làm đất hay sao? Khi đao phủ vung đại đao lên, ánh chớp sáng lòe, lúc này Đậu Nga ngước lên trời, đọc to ba lời nguyền. Nàng thề rằng, nếu nàng bị án oan, thì khi đao chém qua đầu, thì máu không rơi xuống, mà bay thẳng đến Bạch Kỳ, không cho một giọt máu tươi nào dính vào thi thể nàng trên mặt đất. Trong suốt tháng 6 đang mùa hạ, trời phải làm tuyết rơi dày 3 thước phủ che thi thể nàng. Nàng chết rồi, toàn phủ Sở Châu phải liên tục bị hạn suốt 3 năm để chứng minh là nàng chết oan. Nàng thề xong, đao phủ vung đao chém, máu nàng quả nhiên bay thẳng đến Bạch Kỳ. Tiếp theo sau đó là suốt tháng 6, trời giáng đại tuyết phủ che thi thể nàng. Và sau khi nàng chết rồi, Sở Châu bị hạn suốt 3 năm, ước nguyện của Đậu Nga đã được thực hiện, chứng minh rõ là nàng chết oan. Điều này đã gióng lên lời hiệu triệu kinh thiên động địa. Toàn thể bách tính phủ Sở Châu đối với tham oan Đào Ngột vô cùng oán ghét và cực kỳ cảm thông cho nàng Đậu Nga trẻ tuổi chết oan. Câu chuyện lịch sử này về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều kịch bản sản sinh. Có kịch bản lý tựa là Tháng 6 tuyết rơi, trải qua ngàn năm nay luôn được tán thưởng. Tác giả Quang Hán Khanh cũng nhờ đó mà nổi danh và được xem như là bậc thầy, một nhà soạn kịch tài ba cấp thế giới. Nhưng trong kịch Bán Công Diễn thì có thêm phần kết cục như thế này. Sau khi cha Đậu Nga là Đậu Thiên Chương lên kinh thi đậu làm cao quan, ông phụng lệnh vua đến Sở Châu khảo sát dân tình và phát hiện vùng này bị hạn. Suốt 3 năm trời không mưa một giọt nào. Ông thầm nghĩ nhất định là có án oan, nên suốt đêm đó trông đèn tra lại vụ án Đậu Nga. Bỗng ánh sáng lóe lên, Đậu Nga xuất hiện, kể rõ oán tình. Xin phụ thân chủ trì công đạo. Đậu Thiên Chương điều tra tỉ mỉ vụ án, cho xử lại và tuyên bố Đậu Nga vô tội, phán tử hình Trương Lư Nhi, cho hành quyết tại Sở Châu. Khi vừa tuyên án xong, trời mưa như chút nước. Khi bà Trương đọc đến đoạn thứ hai, đúng là rất ngạc nhiên, vì vào ngày tháng năm đó bà đã viết tờ thiên biểu này, làm y như pháp sư dạy và đốt đi, tất nhiên không để lộ cho ai đọc. Nhưng toàn bộ nội dung này pháp sư đã nhận được đủ và chép lại, đúng 1633 từ bà đã viết, giống như photocopy vậy. Đọc đến đoạn thứ ba, pháp sư đã tra ra và kết luận rằng hiện tại ngay trong đời này Trương giáo sư chưa từng làm việc gì xấu. Lúc còn ở Đài Loan, bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu thanh thiếu niên nam nữ học tốt, khiến họ mở mang trí huệ. Bà là người con hiếu thuận, thờ mẹ hết lòng, việc gì cũng không dám làm trái ý mẫu thân.
Nhân đây, pháp sư khuyên bà hiện tại nên dốc sức vào sám hối. Ông nói, bà nên chí thành sám hối, chăm chỉ học Phật, tinh tấn tu. Đọc xong đoạn cuối cùng, bà cảm thấy phi thường an ủi, liền đánh lễ pháp sư, cảm tạ tất cả những gì mà ông đã làm cho bà. Pháp sư vội nói, bà không cần cảm ơn tôi. Đúng ra tôi phải cảm ơn bà. Bà biết vì sao tôi tới nơi này hay không? Vì nếu tôi chẳng tra ra chuyện nhân quả báo ứng của bà, thì không được phép về Hương Cảng. Thấy bà chưa ngơ ngác vì không hiểu, vị tu sĩ liền giải thích. Sư phụ tôi vốn ở Hương Cảng đã bế quan rồi. Đúng lý thì phải bất vấn nhân gian sự, không lưu tâm tới việc thế gian nữa. Nhưng do trước đây từng thọ ân của bà, có lần bà đã cứu ông, bà trong lúc bế quan, ông phát hiện bà đang gặp nạn, rất khống thổ. Vì vậy, ông sai tôi hãy đem tôn tượng Quán Thế Âm này đến Los Angeles, tìm cho ra bà. Nếu tìm không được thì đừng hòng về Hương Cảng. Ngày đầu tiên tôi đến đây, chỉ biết đại khái tuổi của bà. Dù bà ở rất gần, nhưng Los Angeles rộng lớn thế này, tôi biết đi đâu mà kiếm cho ra. Nên cứ đinh ninh rằng mình khó bề mà quay về được. Tôi vào chùa này hỏi thăm cầu mai xem có phụ nữ nào giống như bà hay không. Tình cờ ghé qua chăng, nào dè hôm sau thì bà xuất hiện. Tôi vừa gặp bà đã nhận ra ngay, đây chính là người mình đang tìm, đúng là người mà sư phụ buộc tôi đến gặp. Nhưng lúc đó tôi không tiện nói cho rõ, chỉ biết sốt sắng hứa sẽ giúp bà. Giờ đây chuyện nhân quả báo ứng của bà đã tra xong, tôi sẽ mang tư liệu này về Hương Cảng. Bởi sư phụ tôi muốn giúp bà, nên ở Hương Cảng hiện giờ đang khai đàn, tổ chức pháp hội lễ dạng Phật, rất trang trọng quy mô. Bởi vì đây là nợ mạng tiền kiếp của bà, là án oan thiên cổ, rất khó siêu độ, phải nhờ đến pháp hội cực kỳ lớn mới mong giải oan được. Hiện tại bà không cần phải lo nữa, tương lai bà sẽ có dịp đến Hương Cảng đánh lễ sư phụ. Việc bà cần làm hiện thời là nên sám hối mỗi ngày. Trường giáo sư ngay giây phút đó xúc động vì cảm thấy mình tội nghiệp quá sâu nặng, liền từ bỏ công tác đang làm, nguyện dùng những ngày tháng còn lại này chuyên tâm sám hối. Kể xong câu chuyện của mình, trường giáo sư kết luận, mỗi người chúng ta không nhất định đều phải trải qua những chuyện kỳ dị như thế này, nhưng từ chuyện của người khác chúng ta có thể rút tỉa được những bài học hay. Tôi chỉ tiếc mình sám hối quá muộn. Nếu có thể, mong các bạn trước hãy lo sám hối, thì những tội nghiệp vốn có tất sẽ được tiêu trừ. Biết chuyện trường giáo sư rồi, bút giả xúc động sâu xa nên không ngại ghi hết ra. Hy vọng người hữu duyên có thể nhờ xem câu chuyện này mà tỉnh ngộ, tu sửa thân tâm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của câu chuyện nhân quả báo ứng này. Trường giáo sư hiện đang ở tại Los Angeles. Sư huynh của tôi ở tại Mỹ cũng đã từng kiểm tra và xác nhận đây là câu chuyện nhân quả báo ứng hoàn toàn có thực.